trở lại trận thi đấu thứ hai thôi. Bên mình là Egypt Kata cho son, bên kia cho son Mark 2 AC, bên kia có Mark Kháng Nghiệp, có Mark và 2 AC, bên kia có vẻ nhỉnh hơn tí không. Trận thi đấu này chém ăn 2-4-5 chém và 3 cung thôi. Có ai cho son mấy cả một Kata dành cho bên mình. Mày cho son của Lục Tiểu Phụng mà. Cho son nữa của Mì Tôm. Đầu cánh anh có 2 voi rồi. Đã có 2 voi. Cà thà nữa. Hai cho son một cà thà. Thế là rồi. Nhưng may ăn nủi là có cung trong cánh cầm 1-1. Nhưng bài của Mì Tôm rất tươi là có thêm quả rồi. Như vậy bài đã đủ đồ cho anh Mì Tôm. Thi đấu này tất cả những nhà chém cùi phải thi đấu tốt thì mới có cửa thắng. Bên kia là 2 cung tiền. Có Max C. Max C chỉ cần nhiệm vụ bên kia đâm nhà cung bên mình đã đủ mệt lắm rồi. Nghe miếng dưa. Ăn không? Bài có đến 3 voi đến từ anh Lục Tiểu Phụng. Một trận này nếu anh ép được chuẩn thì cũng trong đầu 10 thôi. Hy vọng sẽ là một bài ép chuẩn và không có lỗi đến từ anh Lục Tiểu Phụng. Trận thi đấu này anh thay phiên cho son thành Yamoto. Như vậy là bài 4 voi chứ không phải 3 voi. Thế là quá khỏe rồi. Như có ấy con dân đứng ở rừng à? Đúng rồi. Dân đang đứng ở rừng, cứ tưởng xe giò. Anh đứng ở đấy khá lâu. Vậy 6 dân chặt gỗ là đủ rồi. Bây giờ tiếp tục vào những pha câu voi. Bài 2-3 dân kích ở 801 dành cho anh Lục Hiểu Phụng. Trời ép chuẩn trong 10-10 rưỡi gì đấy. Ở đây có cái D ở đây nữa này, tươi luôn. Như vậy hướng từ 3 giờ lên nhà anh đã kín rồi. Đấy là một cái D ở cánh rừng. Bên kia 7%, 9%. Múc giò rất rộng đến từ bên kia. Màu 8 mình như là do người dò 9% mình phải. Bây giờ phút thứ 9 thôi. Mà anh là người cầm AC. Không phải khả năng anh dâng A đâu. Bây giờ phút thứ 9. Khả năng anh là bài rất nghèo thì phải. Xoài 8 rất kỳ đến từ anh Mì Tô. Một bài kích 10 đầu 10 dành cho anh. Khá chuẩn đây. Ép đời khá chuẩn. Ba dân đóng nhà BL.
BM thiết kế rồi. Ok, như vậy là trong 10 rưỡi thôi, khá sớm sủa, lực thì khỏe nên xong còn nguyên bãi quả bú, có luôn ngựa giò rồi, công ra và đầy đủ anh cho con giò này. Giò ông phi thẳng gió 3 giờ tìm ai chưa? Như vậy mình sẽ thầu cái máy của anh mì tôm đến phút 14 đi, 15 đi. Như vậy cầm màu 6, màu 6 là người cầm Mark C. Như vậy Mark C cái này rồi. Thi đấu thật tốt xít luôn, Mark C fit luôn. Cho Mark C không thi đấu luôn. Bài 2 lờ đến anh mì tôm. Đây rồi, như vậy là Mark C là người đâm y nhà Cho Son. Hai nhà y được đóng ngay đầu nhà của Cho Son. Như vậy là Egypt bên mình sẽ yên tâm mình phát triển rồi. Nhà y hai nhà thì lúc đầu là ở đây rồi. Mark C đang chết khá nhiều dân. 89 dân rồi. Có bánh xe rồi. Vâng, anh đang đóng y. Thì anh đã hết rồi. Vàng à, khá nhiều anh cho anh. Ờ, như vậy là màu 5 cho Son đang còn đời 2 ở phút 16 này. Như vậy là màu 5 là phút 16 mới đang đời 2 thôi. Trời này, cái ống này là chín tươi. Tự nhiên anh vừa chạy dân qua màu 5. Anh chẳng không chém màu 5 thôi, màu 5 chuyên đời. Trở lại màn hình đầu cánh bên kia rồi. Đây là tam 30 anh cho màu 2. Màu 2 anh chém vào màu 7 khá tốt, nhưng màu 7 là người BC. Vậy tầm này anh vẫn giữ được cái tam 7 tươi rồi, chỉ cần em giúp đẩy quân ra thôi. Kết hợp với lạc đà có thể giết được nhà màu 7. Ô, anh chém khá tốt với bài 2L đều của anh. Bây giờ chỉ còn sốc 1L thôi, chắc là số lượng thịt của anh đã hết rồi. Cũng không nghĩ tăng, là 34 thịt, 44 thịt. Như vậy là anh vẫn đang có chút ăn hoang ở đâu đó. Mà anh đang rất nhiều lạc đà đã được màu 1 đẩy lên rồi, chơi luôn. Rất nhiều lạc đà đến từ màu 2. Tuần này khả năng màu 7 sẽ chết. Đẩy ô vào sẽ chết màu 7 rồi. Số lượng lạc đà khá đông. Bắn một cái cho màu 2 có thể vào được đi. Đây rồi. Một tên vào nhà của Elito màu 7. Màu 7 sẽ mất nhà trong cái tên này. Màu 2 trên này chém khá bay. Như vậy màu 7 đã mất nhà rồi. Một trận Kata đầu cánh mẫu mực dành cho màu 2. Vâng, rất nhiều ruộng dành cho anh cần phải có một cơn bánh xe đi. 2L đã đều rồi. Ví dụ gì đấy? Mỗi mình anh ạ.
khó. Không có đây làm dự đoán được mà. Như vậy bên M2 chỉ cần quản lại M7 nó khỏe lên thôi, M1 sẽ tiếp tục di vào trong cánh. Trận này bên cánh này đánh khá hay. Đây rồi, với một pha M7 công lên với 4 con cung cờ, nhưng mà lạc đà của anh đứng ở nhà khá nhiều. Chết ngay bàn dân rồi, không sao. Lấy dân gỗ hoặc đẻ dân dài làm lại. Thực ra có. AC màu 3 đang khá nhiều chém nào vào nhà 18, cần phải có đồng đội anh ơi. Không thể đi một mình như này được. Vâng, quay ra chơi luôn. Chơi luôn. Nhìn số lượng chém này có thể ăn được cung giờ. Như vậy là màu 1 có vào nhà 18 luôn, không cả là chết luôn đấy. Những trận chém khá hay cho bên PV Bank. Những nhà chém thi đấu khá tốt. Cho so nó lên đến 4x rồi. Vừa pha hơi chết tam thôi, nhưng mà pha đục vào là khá mất tay cho màu 8 rồi. Lực la khá khỏe cho màu 3. Không ra thôi anh ơi. Xong rồi. Như vậy 4 chém này không đường thoát rồi. Không có lối thoát. Cần phải chú ý giữ tam vào. Khi anh đi công ở nhà anh đang mất khá nhiều dân. Màu 2 đang bị giảm khá nhiều tham. Ốp tư được tơ pha này không? Ông màu 1 đang khá nhiều cung ở nhà màu 8. Khả năng tơ này sẽ chết nếu mà có màu 2 trài. Đi thêm lạc đà đi anh. Cần phải có thêm lạc đà hỗ trợ màu 1 đi. Đang bơm vàng thì màu 1 có thể lên đầu máu. Màu 1 là người cầm e zip. Cũng khá chỉ. Đang có một con lạc đà nhưng mà ăn được khá nhiều dân của màu 8 rồi, phải 4 con rồi. Màu 4 đang điểm số cao nhất bản đồ. Như vậy một là người đang to nhất map này. Anh cần phải đánh chắc tay nữa để có thể cân được cả 4 nhà bên kia. Thì nhà 4 nhà bên kia là những cái thế bài không quá khỏe. Màu 2 anh có đi công màu 8 màu 1 không? Số lượng lạc đà này mà đi cùng cung giờ thì màu 8 nó không thể đỡ được. Thì tính lạc đà thôi là khá là đông rồi. Gần 15 con dành cho anh. Anh làm rất khỏe với cái bài kata của mình. Màu 3 thì đang giảm tham khá sâu rồi. Tham của anh thì chỉ còn 18 thôi. Đây đang chờ pha ốp. Có một pha ốp đến từ bên PV Bank. Đây rồi. Chơi đi. Nhảy vào mà chém đi. Màu 1 đâu rồi? Phải đi cùng nhau tôi này. Cùng IC bắn nặng đà khá ra. Đây rồi. Anh đã đến rồi. Chơi rồi. Chém 4 rồi. Chém 4 anh cho Gata. Một trận đi đấu cầm Gata khá khỏe của màu 2. Cứ kim quân thôi. Kim quân là thắng rồi. Không cần phải kim dân. Quân hết thì dân đánh với ai. Một trận thi đấu khá hay. Đây rồi, chơi luôn. Chém 4 những con lạc đà. Những con chém vào những con lạc đà chém 4. Chơi đi. Rồi, di xa rồi. Đá hay cho PV Bank ở trận thi đấu này. Những nhà chém đang hoạt động hết sức hiệu quả. Về tỷ số